Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ, và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Xin giới thiệu với mọi người, thì đây là cái lịch âm tháng 1 của năm 2020. Trong này thì gồm có các ngày tốt và ngày xấu. Đây là ngày dương lịch, còn lịch âm là ở đây. Lịch âm là từ ngày mùng 1, ngày mùng 2 cho đến ngày tháng này là gồm có 29 ngày, đây là tháng thiếu. Thì tương đương với cái ngày lịch âm đấy thì bên này có lịch dương, thì chúng ta cũng xem nha. Rồi cái thứ ngày, cái ngày đó là thứ mấy? Ngày 25 này vô thứ 7 là ngày mùng 1 của tháng 1 âm lịch này. Đây, lịch can chi đây là ngày đinh mão này. Rồi bên đây là tốt xấu, tương đương với ngày đó là ngày tốt hay ngày xấu. Như ví dụ như ngày mùng 1 này, đây chỉ là ngày trung bình, ngày bình thường. Ngày bình thường này. Rồi những cái chữ mà có cái màu đỏ ở đây là các ngày tương đương với, đấy là cái ngày tốt. Đấy, còn cái chữ mà màu xám xám ở đây thì là ngày xấu nhá. Thì các bạn xem chú ý. Đây, cái nào mà có lịch đỏ, chữ màu đỏ đây là cái lịch tốt. Đây, chúng ta xem từng cái ngày một, từ ngày mùng 1 cho đến ngày 29 là có bao nhiêu ngày tốt thì nó hiện lên ở trên này rồi. Đấy. Em quý vị xem thật kỹ nha, thì tôi sẽ quay rất chậm để cho mọi người cùng xem và cùng tìm hiểu về cái ngày. Bây giờ là ta đã qua cái ngày mùng 10 rồi, ngày 11 này, 12, 13, 14, 15, rồi ngày 16 này, ngày 16 cũng là ngày bình thường này, ngày 17 là ngày tốt này, 18 là ngày tam nương là ngày xấu này, ngày 19 là ngày tốt này, ngày 20 là ngày trung bình, kỵ xây cất mù mã. Ngày 21 là ngày bình thường này, ngày 22 là ngày tam nương là ngày xấu này, ngày 23 là ngày tốt này, rồi ngày 25, ngày 26 là ngày tốt này, rồi ngày 27 vừa là ngày tam nương này, vừa là ngày sát chủ này, là ngày xấu này, ngày 28 là ngày bình thường, và đây là ngày 29 là ngày bình thường. Đấy. Thì cũng rất mong là với cái thông tin này cung cấp cho các bạn được nhiều cái sự lựa chọn, cái sự cần thiết để chúng ta chọn được cái ngày tốt để chúng ta làm việc hoặc là khai trương mở cửa hàng, vân vân. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt, hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.